Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà. Trong Loan Mắt Nhung, kỷ niệm góp ven với nghệ sĩ Tú Trinh. Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà vừa vào sống tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ông là diễn viên nổi tiếng ở sân khấu kịch, đồng thời gây chú ý với vai diễn trong phim Loan Mắt Nhung. Tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ sân khấu cải lương tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, nhưng Huỳnh Thanh Trà lại bén duyên với công việc diễn xuất. Tên tuổi của ông được chú ý khi đóng phim Loan Mắt Nhung của đạo diễn Lê Dân. Từ bước điểm này, Huỳnh Thanh Trà đầu quân cho đoàn kịch nói Bông Hồng của Thẩm Thúy Hằng, sau đó là đoàn kịch nói Kim Cương của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Ông tiếp tục có cho mình nhiều vai diễn thành công trong vở Vực Thẳm Chiều Cao, Lá Sầu Riêng Lôi Phủ. Mới đây Huỳnh Thanh Trà chuyển vào trung tâm dưỡng lão Thị Nghè để sinh sống cùng các nghệ sĩ như Mạc Cang, Diệu Huyền, Ngọc Đáng. Diễn viên phim Mắt Nhung vẫn giữ về phong độ, dù đi lại khó khăn, ông hào hứng nói về nơi ở mới, sống tại đây thì thoải mái và tiện nghi. Huỳnh Thanh Trà có hai người em, một trai một gái. Trước khi vào trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, ông sống nhờ nhà em gái ở thành phố Hồ Chí Minh. Nam nghệ sĩ trải qua ca phẫu thuật vì thoát vị địa điểm ở cổ và lưng. Sau khi mổ, Huỳnh Thanh Trà đi lại khó khăn. Dù vậy, ông vẫn giữ sự lạc quan khi trò chuyện với mọi người. Huỳnh Thanh Trà cho biết, sau khi tốt nghiệp, ông miệt mài với nghề cho đến khi đoàn kịch nói Kim Cương tan rã thì nghỉ hẳn. Nam nghệ sĩ nói bây giờ ông không nghĩ nhiều về công việc diễn xuất vì thấy mình không còn sức khỏe tốt. Sau phim Loan Mắt Nhung tâm tình, người này thì phải có sức khỏe mới làm được. Theo nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, cái xe nghệ sĩ hồi trước không quá cao. Nam diễn viên nhớ lại, tôi từng hoạt động ở đoàn Bông Hồng của Thẩm Thúy Hằng đến năm 1979 mới sang đoàn của Kim Cương. Hồi đó lương cao nhất là 10 đồng mà phải chảy ra cho tiền son phấn, tiền khám sức khỏe. Ngày xưa làm nghề vất vả nhưng vui lắm. Chứ đến nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà dành những lời có cánh. Diễn viên thủ vai Chu Phát Phiên trong vở kịch Lôi Phủ cho hay, phải làm sao để khai thác bí quyết điều hành đoàn của Kim Cương. Ông Năm Châu nói, người nào có tội không cần xử đâu, cho làm bầu một thời gian thôi. Thành ra Kim Cương làm rất hay, đối với anh em đâu đó đàng hoàng. Đồng nghỉ từ năm 1997, nhưng đến bây giờ anh em cũng liên lạc và nghĩ đến chị, đúng là một nghệ sĩ chân chính. Phóng viên nhiều năm qua, khán giả cứ ngỡ ông đã định cư tại Mỹ, nhưng hóa ra ông vẫn ở Việt Nam. Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, trên thực tế, tôi có sang Mỹ sinh sống vài năm với vợ, nhưng sau đó hồi hương, có lẽ vì thế khiến cho kiều bào cứ nghĩ tôi đang định cư tại Mỹ. Tình lòng khi sớm rời xa sân khấu, nhìn lại quãng đường đời đi qua, ông có hối tiếc điều gì? Vì nhiều lý do tôi đã ngưng hoạt động biểu diễn. Thỉnh thoảng nghệ sĩ nhân dân Kim Cương tổ chức diễn lại, chúng tôi mới tụ họp, gần nhất là tái diễn vở Lá Sầu Riêng để gây quỹ cho người tàn tật. Nhiều lúc đi ngang qua các sân khấu tôi nhớ lắm, nhớ khán giả và nhớ các vai kịch của mình. Hiện nay nhiều đồng nghiệp của tôi như Mai Thành, Tú Trinh, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi, Diễm Kiều, Thương Tính vẫn còn tham gia biểu diễn, nên tôi cũng thấy chạnh lòng khi mình rời xa sân khấu trong lúc niềm đam mê vẫn còn cháy bỏng. Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, ông thích vai diễn nào nhất vì sao? Vai Chu Phát Phiên trong vở kịch Lôi Vũ của tác giả Tào Ngu Trung Quốc. Thời đó có nhiều đoạn dựng tác phẩm này, nhưng tôi thích bản dựng của đoàn kịch nói Kim Cương. Vai này cho tôi nhiều cảm xúc, đến nỗi khi rời xa sàn diễn, tôi vẫn còn thuộc lời thoại. Kịch chỉ diễn ra trong một ngày, bi kịch của một gia đình quyền quý, nhưng bên trong hoàn toàn mục nát vì thói đạo đức giả mà Chu Phát Phiên là người gây ra tội ác, gieo mầm đau khổ cho các con của mình. Cái giá phải trả của nhân vật quá đắt. Bài học của vai này mang thông điệp bắt biến, gieo gì thì gặt nấy. Ngẫm nghĩ lại, ông có nhận được mất, thành bại trên đời là duyên số. Duyên số chỉ một phần, bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Vì cần làm sao những vấp ngã là chọn lựa một con đường đúng đắn để kiên trì bước tiếp. Ông có bây giờ phải hối hận khi nghĩ về việc làm của mình. Hối hận thì nhiều, nói cho tôi nhìn rõ con đường mình đi, cần phải cẩn trọng hơn. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương thường nói đời nghệ thuật của mình, bà có nhiều anh kiếp đóng vai người tình, người chồng trên sân khấu như Vân Hùng, Huỳnh Thanh Trà, Thương Tính, Nguyễn Chánh Tính. Mỗi người đều để lại nhiều kỷ niệm khiến cho bà xao xuyến. Riêng với ông, kỳ nữ Kim Cương để lại điều gì khiến cho ông khó quên nhất? Tôi lại không nhớ kỷ niệm lúc đi diễn. Có lẽ thời đó chúng tôi chỉ biết lao vào nghề một cách vô tư, sáng tạo hết mình và bằng lòng với mọi xuất diễn để áp khán giả.
Kỷ niệm khó quên trong tôi và chị chính là khi chúng tôi điều đại giả tự sân khấu. Tôi học ở chị cách chăm lo cho đồng nghiệp, dấn thân làm việc thiện. Đã 6 năm rồi, kể từ khi Kỳ Nữ Kim Cương tổ chức chương trình mang tên Nghệ sĩ Tri Âm trao quà cho nghệ sĩ nghèo, tôi đều đồng hành với chị. Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Lớp đào tạo nghệ sĩ sân khấu cải lương năm 1966 ra trường đầu quân về đoàn Ánh Chiêu Dương của nghệ sĩ nhân dân Nam Châu với nghệ danh Già Khách. Lúc đó ông chỉ đóng vai phụ, nhưng đoàn này chẳng sống được bao lâu thì trả gánh. Kể từ đó ông đi theo gánh Thiên Hương, không bao lâu cũng chịu cảnh gánh hát tan rã. Đến vào ngày đẹp trời, ông lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lê Dân, được mời thủ vai chính trong phim Loan Mắt Nhung. Để từ xa bộ phim này, bước đường nghệ thuật của ông hanh thông, nghệ danh Huỳnh Thanh Trà của ông bắt đầu từ đó. Sau năm 1975, ông đầu quân về đoàn kịch nói Bồng Hồng, khai trương vở Đôi Bông Tai của tác giả Trần Thiện Liêm, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đoàn Bá, cùng diễn với Nguyễn Chánh Tính và Thẩm Thúy Hằng. Một năm sau, ông đầu quân về đoàn kịch nói Kim Cương. Tại Chiếc Nôi này, đại diện các vai kép chánh bên cạnh Kỳ Nữ Kim Cương trong các vở Vượt Thẳm, Chiều Cao, Bão Biển, Người Tình Trễ Xe, Dưới Hai Màu Áo, Lá Sầu Riêng, Huyền Thoại Mẹ, Lôi Vũ, Đám Cưới Đầu Xuân. Kỷ niệm về nghệ sĩ Tú Trinh và Huỳnh Thanh Trà. Nghệ sĩ Tú Trinh, tác nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà. Khán giả truyền hình thời kỳ trước năm 75 quá quen thuộc với hình ảnh của nữ nghệ sĩ Tú Trinh và thời tự chiếu bóng Huỳnh Thanh Trà. Bởi cả hai thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ này, thế nhưng có mấy ai rõ được đã có một chuyện xảy ra liên quan đến hai người. Trước hết nói về Tú Trinh, nữ diễn viên thoại kịch và điện ảnh có tiếng, nói sang cả dễ thương, cô đã cho báo chí biết rằng sở dĩ có được nghề là nhờ thời gian học ở Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ. Trước tiên người ta thuê cô chuyển âm phim, và về thoại kịch thì Tú Trinh đã lên sân khấu lần đầu tiên trong Đại Nhạc Hội Kim Cương và sau đó gia nhập ban kịch sống của Thúy Hồng. Nữ nghệ sĩ Tú Trinh là con của nhạc sĩ Chính Trích, một danh cầm đờn cò. Cô có nước da đen gần như chà và, song nàng lại có duyên và đóng kịch rất khá, được thiên hạ tặng cho biệt danh nàng công chúa Ấn Độ. Tú Trinh không biết gì trước các biệt danh đó, trái lại nàng còn nói chính người yêu của em cũng bảo là anh yêu em tại nước da đen ngòm của em đó. Tú Trinh đã có lần tiết lộ chính nhờ màu da bánh mực ấy mà người yêu của cô cưng như trứng mỏng. Khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Tú Trinh thường hay đóng vai những cô gái tuổi vừa trồng mồng với bộ bà ba rất là mộc mạc. Với dáng dấp ấy và nụ cười quyến rũ ấy, Tú Trinh đã khiến cho nhiều chàng trai ái mộ si mê. Thế nhưng người ta vỡ mộng khi gặp con người thật của Tú Trinh ngoài đời rất dày. Ra đường Tú Trinh thích mặc đầm mà đầm mini, chứ không hề thấy nàng khép nép trong bộ bà ba như trên tivi bao giờ. Thỉnh thoảng Tú Trinh cũng có hát cải lương. Có lần trên truyền hình nàng đóng một vai khá quan trọng trong vở hát Kẻ Đội Mồ do Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu thực hiện. Người xem trong đợi lắng nghe Tú Trinh ca cổ nhạc như thế nào, nhưng rất tiếc vai trò của Tú Trinh diễn bằng nước mắt nhiều hơn ca. Cô khóc nhiều quá, hãy xuất hiện là khóc, có thể nó đụng tới là khóc. Kể ra Tú Trinh khóc cũng hay lắm, cô khóc sướt mướt. Do đó vai tuồng của Tú Trinh có ca nhiều, trong đó có vòng cổ nữa, song vì khóc nhiều mà ca không ra bài bản và khán giả không nghe được gì để nhận xét Tú Trinh ca cổ nhạc ra sao. Nói về diễn viên Huỳnh Thanh Trà, đó là sơ qua về tài nghệ của Tú Trinh. Còn Huỳnh Thanh Trà, ông cũng nổi tiếng không kém. Nếu như có ca sĩ tân nhạc bước sang qua địa hạt cải lương để rồi nổi tiếng nhờ bộ môn nghệ thuật này như trường hợp Hùng Cường, thì cũng có người theo học cải lương, xuất thân từ trường đào tạo cải lương thì lại nên danh nhờ điện ảnh, đó là Huỳnh Thanh Trà, tài tử chính đóng cặp với Thanh Nga trong phim Loan Mắt Nhung. Nhưng lúc bấy giờ có nhiều người tự hỏi Huỳnh Thanh Trà xuất thân từ đâu, học trường lớp nào mà lại nhảy vô làm tài tử chánh trong cuốn phim mà theo dư luận lúc bấy giờ thì số thu rất cao ở nhiều rạp trong đô thành và các tỉnh. Khi phim Loan Mắt Nhung ra đời, cái tên của Huỳnh Thanh Trà cũng theo đó mà lên. Chết trước đó thiên hạ đâu có biết Huỳnh Thanh Trà là ai, báo chí cũng không nói tới tên bao giờ. Do vậy mà đã không ít người cho rằng Huỳnh Thanh Trà may mắn giống như trúng số, tóm lại là khán giả chưa đánh giá cao tài năng của ông. Thế nhưng nếu ngược về quá khứ để tìm hiểu về Huỳnh Thanh Trà thì người ta sẽ thấy bước đường nghệ thuật mà ông đạt được không phải là một sự may mắn tình cờ, mà cả một quá trình học tập nghề nghiệp có căn bản vững vàng, chứ không phải khơi khơi mà nhảy vô làm tài tử điện ảnh như nhiều người lầm tưởng. Cũng như Tú Trinh, những năm đầu của thập niên 1960, Huỳnh Thanh Trà là học viên của Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn.
và tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ sân khấu cải lương ở đây. Có nghĩa ông xuất thân từ môn đệ của những năm Châu, Duy Lân và Năm Nở. Năm 1966, lúc Huỳnh Thanh Trà ra trường, lại là lúc có đoạn Ánh Chiêu Dương của Năm Châu ra đời. Và Huỳnh Thanh Trà lúc bấy giờ với cái nghệ danh là Già Khách đã gia nhập đoàn hát ngay từ buổi đầu mới thành lập và chỉ đóng vai phụ. Nhưng đoàn này chẳng sống được bao lâu thì Trà gánh. Kể từ đó Già Khách lại đi gánh Thiên Hương, rồi thì cũng bị cảnh gánh hát trả. Người ta nói có lẽ Huỳnh Thanh Trà không có duyên với cải lương hay sao, chứ trước đó Đào Phương Ánh cũng xuất thân từ trường lớp này và được lên sân khấu lớn Thanh Minh Thanh Nga, đóng vai chánh gái bán ba trong tuồng Gái Bán Ba, nhưng rồi cũng do lận đận với cải lương đổi tên là Huỳnh Thanh Trà. Nhờ đam mê nghệ thuật, dù cải lương hay điện ảnh, ai mời đâu đóng đó. Một ngày đẹp trời nọ, Huỳnh Thanh Trà lọt vào cặp mắt nghề nghiệp của đạo diễn Lê Dân và bước đường nghệ thuật của ông đã có dịp đi lên. Đạo diễn Lê Dân đã chọn Huỳnh Thanh Trà thủ vai chính trong phim Loan Mắt Nhung, rồi nổi tiếng luôn, và cũng từ đó cái tên Già Khách đã lui về dĩ vãng. Như đã nói, Huỳnh Thanh Trà và nữ nghệ sĩ Tú Trinh là bạn đồng môn ở trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ. Thời gian sau, Huỳnh Thanh Trà gia nhập cán bộ xây dựng nông thôn và cùng phục vụ trong ban văn nghệ với Tú Trinh. Do vậy mà họ rất thân với nhau. Lúc cộng tác với đài truyền hình thì có một câu chuyện xảy ra khiến ai nghe qua cũng cười. Số là một hôm, tại đài truyền hình bỗng trần lên xôn xao do cái tát tay của Tú Trinh dán vào mặt Huỳnh Thanh Trà, là người ta đồn ầm lên rằng là tại Tú Trinh ghen Huỳnh Thanh Trà. Mới Trà nông nổi, họ có yêu nhau hay không thì mấy ai hiểu cho thấu đáo. Thiên hạ nói hỡi ghét là có yêu, vậy thì Huỳnh Thanh Trà có yêu Tú Trinh không? Và Tú Trinh có ghen với ai đây? Thế nhưng Tú Trinh thì bảo rằng sở dĩ cô tát Huỳnh Thanh Trà vì lý do ông nói quá trớn về bà, chứ hai người không có chuyện gì. Khoảng cách đây 2 năm, Tú Trinh từ Việt Nam ra hải ngoại tham gia văn nghệ, do được ban kịch Sóng của Thúy Hồng mời góp mặt trong vở Đoạn Tuyệt, phỏng theo tác phẩm cùng tên của Văn Hào Nhất Linh. Có dịp gặp Tú Trinh ở Little Sài Gòn, miền Nam California, tại một buổi tiệc do kịch sĩ Thúy Hồng mời. Thế nhưng lúc ấy, tôi lại quên hỏi Huỳnh Thanh Trà hiện nay ra sao, có còn làm nghệ thuật gì nữa không? Nếu hỏi thì chắc gì được trả lời.